đối diện đối tâm á. Thầy thầy làm vậy TikTok em đâu có nổi tiếng gì, thầy em biết làm cái chuyện này. TikTok cái gì dụng mà hồi là bể cái mẹ cái nắp của người ta bây giờ đó. Mười cái này mở là cứ đối tâm cảnh là gì vậy thôi. 18 đầu đối tâm chứ không phải là dụng đối hai kế với nhau cha. Thấy không chiêu không? Thấy không chuyên môn mà. Đó. Sao nữa? Chuyên môn mà. Vừa mới được. Tất cả nó còn làm trong lớp nhà qua được. Chuyên môn là chuyên sơ qua đúng không? Để cho nó khỏi bể hả? Đó, đó là chuyên môn. Bây giờ quên. Làm sao nó bị? Đừng nói mày để coi không lắc làm sao. Này với ốc nha. À, làm gì có ốc không mày? Nhớ ốc lên á. Ốp cái gì? Đóng nhẹ lên cho nó ra, bớt đi lói á. Lói cho nó ra chứ không phải là đóng ngay cái nắp coi chuyện nó bể lắm á. Đó, cái này là cái phê không chuyên môn nè. Trời ơi, anh Huy hiểu, không bao giờ mày thiếu. Chưa kịp nói nữa, anh Huy hiểu. Nè, tao phụ ra đủ đồ lắm, cần không? Cần. Đó, siêu không, siêu không? Cái này tao có lấy ra được đâu này. Được. Đó, hồi trước hết cái... Rồi đấy, mày phải lấy được cái đồ to ra chứ sao không lấy được. Lấy cái này hả? Được, sao không được? Vì sao biết làm được, sao thiếu gì vậy? Đục bạc đen á. Cái này chảo. Cái cẩu á, mới cẩu ra được. Cẩu ông nội. Cái chảo. Nhớ nhớ ốp cái này nó tắt nha. Cái được sao được, cái này lấy